Liên quan đến vụ hai tử tù phá cùng trốn khỏi phòng biệt giam gây xôn xao dư luận trong những ngày qua, Viện kiểm sát nhân dân tối cao vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự. Một số cán bộ quản giáo chiến sĩ tại trại giam T16 Bộ Công an đang bị điều tra về hành vi thiếu trách nhiệm để người bị giam trốn. Ngày 14 tháng 9, cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao khởi tố điều tra vụ án thiếu trách nhiệm để người bị giam giữ trốn theo điều 301 Bộ luật hình sự. Trước đó, Công an Hà Nội đã khởi tố vụ án trốn khỏi nơi giam giữ, phát lệnh truy nã đặc biệt với hai tử tù. Bốn ngày qua, nhiều lực lượng công an được huy động truy tìm hai kẻ vượt ngục. Thông báo nhận dạng được nhiều địa phương gửi đến các hộ dân, khu dân cư, cơ quan để phối hợp phát hiện. Đến sáng nay, nhà chức trách chưa có thông tin về kết quả tìm kiếm. Trước đó, một số nguồn tin cho biết Tình và Thọ đang trốn tại Quảng Ninh, tuy nhiên công an thành phố Hạ Long đã bác bỏ điều này trong một diễn biến khác có nguồn tin cho biết công an huyện Mai Châu tỉnh Hòa Bình đang phối hợp truy bắt hai người đàn ông có những điểm nhận dạng giống với hai tử tù đã bỏ trốn. Về việc các cán bộ quản giáo chiến sĩ để hai tử tù trốn thoát à, sẽ bị xử lý thế nào à, thì một số luật sư cho biết nếu trong quá trình trốn trại hai đối tượng lại tiếp tục gây án hoặc có hành vi đặc biệt nguy hiểm cho xã hội thì những cán bộ được phân công quản lý trực tiếp buồng giam số 3 sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự theo khoản 3 điều 301 bộ luật hình sự với mức án cao nhất có thể lên tới 10 năm tù Vâng đây không phải là lần đầu tiên xảy ra chuyện tử tù trốn khỏi phòng biệt giam ở Hà Nội cách đây 16 năm vào tháng 10 năm là một thì tại trại tạm giam số 1 công an Hà Nội cũng đã xảy ra vụ hai tử tù Nguyễn Văn Thân và Nguyễn Hải Nam vượt ngục. Sau khi cắt cùng hai tử tù phá khóa, trèo tường qua mặt cảnh sát và trong quá trình chạy trốn thì Thân và Nam đã có sự tiếp sức của chín người nhà và bạn bè. 7 ngày sau, Nam đã bị bắt, còn Thân thì xa lưới pháp luật sau 17 ngày. Liên quan vụ việc, 13 cán bộ sĩ quan của trại giam số 1 đã bị kỷ luật. <laughs>